phát hiện ra bản thân của mình á từ sớm không? Em nghĩ là khá sớm, lúc em 5 tuổi. Hồi đó là nhà của em bên cạnh của một cái anh hàng xóm. Trưa trưa là mẹ em hay gửi em qua anh hàng xóm đó chơi. Bình thường trưa ngủ là em sẽ không ngủ một mình được, tại vì em sợ ma rồi sợ này nọ. Anh đó sẽ thường cho em lên người anh đó ngủ. Và xưa là em rất nhỏ, em không có biết gì hết á. Một hai lần em không để ý, nhưng mà về sau á, tự nhiên có một cái đợt nào đó ảnh cho em lên nằm lên người ảnh á, thì tự nhiên người em giống như nó có xung điện vậy. Tự nhiên nó lạnh mà nó rất là khoái, nó rất là em không biết diễn tả sao hết. Thì lúc đó em mới nghĩ là mình cũng có thể thích con trai. Hồi đấy em nhỏ tí thế mà em đã có cái suy nghĩ đấy rồi. Dạ đúng rồi. Thế nên mọi người đừng có suy nghĩ là trẻ con nó không biết gì đâu nha, nó biết hết đó, chỉ là nó chưa bộc lộ thôi. Không gọi tên được nó thôi. Thì nói chung em biết thôi, thì cứ vậy thôi. Thời gian nó sẽ trôi đi, em sẽ lớn lên và anh đấy cũng thế, thì vẫn là hai người hàng xóm bình thường. Dạ đúng rồi. Tại vì anh hồi đó em còn quá nhỏ, anh đã 20 mấy tuổi rồi. Rồi đến khi nào em mới có được cái tình yêu đầu tiên? Tình yêu đầu tiên hả? Hồi đó là em cũng có thích nữ nữa. Em có một thời gian dài coi thử mình có thích con gái được hay không á. Tại vì em là con đầu, em cũng bị một cái áp lực phải học giỏi, rồi phải có gia đình này nọ. Em cũng quen 3-4 năm bạn luôn á. Nói chung cũng có, nhưng mà mình về cái xu hướng tình dục á, thì mình tự nhiên mình không có mong muốn. Tới năm 11 á, là em nghĩ trong đầu em á, quen một người con gái lần cuối. Nếu mà được á, thì ok, mình sẽ cưới vợ. Nhưng mà cái năm lớp 11 đó, em đủ mọi cách dẫn bạn đi chơi này nọ, rồi bạn cũng ôm em, thì tự nhiên lúc đó em ớn, mình sợ. Mình có cảm giác là mình sợ, cho nên là em quyết định luôn là không, mình sẽ không làm tổn thương người ta nữa, hủy hoại cái tương lai của người con gái, nên là em thôi, em chỉ quen đúng con trai thôi. Mối tình đầu tiên của Huy với con trai là năm bao nhiêu tuổi? Năm em sau đó là năm lớp 12, cùng trường, nhỏ hơn em 1 tuổi. Lớp dưới là ai là người tán tỉnh ai? Em. Bạn đó hồi xưa rất là không thích em. Trong trường đồ với là em thị phi, cho nên là bạn không thích người thị phi. Thì sau 4-5 tháng mình theo đuổi á, em bị từ chối 2-3 lần luôn, nhưng mà em vẫn theo. Rồi khi mà hai bạn cùng trường mà quen nhau như thế thì mọi người biết không, và mọi người có phản ứng gì không? Dạ có nhiều người thích bạn đó. Những cái người mà thích bạn đó thì lại chơi với em, thì lại trách em tại sao không nói. Rất là nhiều người ủng hộ, nhưng mà cũng có những người mà thích bạn đó thì họ lúc đó tự nhiên ghét em luôn. Mối tình đầu mà lại còn mối tình thời đi học nữa thì nó kéo dài lâu. Dạ khoảng 1 năm. Rồi lý do tại sao mình dạn nứt tan vỡ? Em thấy bạn đó rất là chuẩn cái gu của em. Học giỏi, biết suy nghĩ, bình tĩnh, mọi thứ rất là ok. Bị một cái là cái lúc mà em lên đại học năm nhất thì bạn còn là 12, thì bạn cần phải thi đại học. Mà bạn nói là quan trọng cái việc đó hơn là tình yêu em dành cho bạn. Và lúc đó gia đình bạn bên kia phát hiện em bị đe dọa. Nó là một cái cảm giác khó tả lắm. Em rất là sợ. Em mới đại học năm nhất, em chưa có gì trong tay hết. Mà lúc đó là ba đang nuôi em. Em sợ có gì mà tới tay ba em á là em không còn được đi học. Mà em rất là quan trọng cái việc học hành tới nơi tới chốn. Mình với thứ ba ít nhất mình cũng phải có một cái chỗ đứng gì đó trong cái việc học tập, thì người ta mới tôn trọng mình. Em rất là sợ cái đó. Cái thứ ba nữa là em sợ ảnh hưởng tới mẹ của em. Nói chung dòng họ em rất là sợ. Đó, thì em cũng hai bạn chia tay trong êm đẹp. Hai bạn đều hiểu là bọn mình không thể đồng hành với nhau được nữa, hay là có níu kéo hay là có gì? Thời gian đầu là em níu kéo, nhưng mà anh cũng biết đó là cái mối quan hệ nào cũng vậy, nó phải có hai chiều. Một người kéo bên này thì người kia phải kéo bên kia, thì nó mới dính được, nó mới chặt được. Còn nếu mà một người thôi thì nó dễ bị đứt. Rồi khi mà em phải đối mặt với lại áp lực từ gia đình nhá, thì làm sao để em come out với lại bố mẹ em? Đầu tiên là em come out với mẹ trước. Thì mẹ ủng hộ em với bạn đó. Mà giấu ba em. Đúng rồi. Tại vì ba mẹ em không ở với nhau. Come out với mẹ xong, nói chung là mẹ em dữ dội lắm. Lúc đó em cũng chơi ngu nữa, em đi come out qua Messenger. Em come out 2 tiếng mấy trên đó luôn. Em sợ cái cảm giác mà khi mà em come out xong, giống như là có một cái người mà đòi ăn mình luôn vậy á. Ấy là sợ lắm. Em come out với mẹ xong, lúc đó mẹ em la, mẹ em hét lên luôn. Hét lên cho cả xóm biết luôn. Trước em chuẩn bị một cái tâm lý rồi, thì em học hết xong 12 rồi, nếu mà em come out với mẹ, nếu mà thành công mẹ thương em là mẹ ủng hộ cho em, còn nếu mẹ không thương em á thì em đi luôn. Em lì tới mức đó luôn á. Có nghĩa là em chỉ muốn sống với chính mình thôi, chứ em mệt lắm. Em đi xuống mẹ mà em phải gồng. Nhiều khi mình đi ra ngoài đường, mẹ em thấy em với lại một người con gái khác lại chọc, em không có thích. Em cảm thấy mẹ không có hiểu mình, và em muốn làm cho mẹ em hiểu em bằng mọi giá. Em phải nói, nói xong thì mẹ em nói chung là hoảng loạn rất là nhiều. Có những cái câu từ nó rất là tổn thương.
mà mình không nghĩ là mẹ mình lại nói ra câu đó. Sau khi come out 7 ngày sau là em vô đại học luôn. Trước ngày đi đại học á, mẹ em có nói em là xuống đây ăn cơm. Thì lúc đó em mới thấy là nói thì nói vậy thôi, nhưng mà vẫn rất là thương mình, từ giờ sau là ủng hộ luôn. Rồi việc come out với bố em là em đã come out chưa? Em come out rồi. Sau đó 3 năm, đại học năm 3 là em come out. Tới hiện tại bây giờ ba vẫn không có chấp nhận. Chấp nhận. Và không chấp nhận có nghĩa là im để đấy hay là phản ứng rất là mạnh? Cách đây 3 năm á là em come out với ba. Nhiều chuyện lắm, ba la rồi, ba xém lên tăng xong, huyết áp vô bệnh viện luôn. Sau đó ba dẫn em đi khám bệnh. Anh biết rồi, đâu có bị bệnh gì đâu mà khám. Vô gặp bác sĩ cũng nói một tiếng luôn. Nhưng mà ba vẫn không có chịu chấp nhận á, ba vẫn không đồng ý cái chuyện đó. Mặc dù đã được giải thích bởi một người có chuyên môn rồi. Tới hiện tại bây giờ luôn, ba vẫn không chấp nhận. Và mỗi lần thấy em thì lơ. Trước đây là ba em rất thương em, tại vì trong nhà em là em được học hành đàng hoàng và thành tích cao, thì ba rất thương. Từ khi come out là ba chuyển 360 độ tình thương đó ba cho em trai em luôn, là không có quan tâm em nữa. Bây giờ cái gì cũng em trai em hết. Là tất cả hy vọng là đặt vào em trai em với một cái tâm nguyện là có người nối dõi. Cái đấy nặng nề quá. Dạ. Có hai đứa thường cãi nhau nhất về việc đám cưới quá mà. Đúng cô rồi, này cô mà. Chưa sẵn sàng. Bà làm nư làm thiệt giá chứ. Ghê. Hồi 2 năm là thấy mùi lắm rồi đó. Làm em với ông Bin gặp có nhiêu 3 bà tháng là cưới bà rồi. Bà này là sợ chín. Em là hình nhanh quá nha bé. Nãy giờ hoặc là người ta quá chậm hoặc là em quá nhanh thôi nha bé. Em là 3 tháng là cưới rồi, còn bà này là 2 năm nữa. Bởi lẽ lẽ cho em hỏi lý do tại sao đi ba. Thì em vẫn giữ quan điểm là một cái đám cưới nó không có nói lên được cái gì hết. Nên quan trọng là sống với nhau, tình dạ, cảm với nhau dài lâu. Nhưng theo cá nhân anh nghĩ là kiểu như những người con trai thì họ sẽ muốn kiểu là khẳng định chủ quyền, đúng không? Em muốn khẳng định là ở cái bạn này là vợ mình không? Em muốn là cho vợ em cái người ta đã muốn vậy rồi. Mà người đàn ông mà khi người ta đã muốn vậy là thật sự luôn, không, rồi người ta khao khát. Em vui nhưng mà cái cảm xúc của em là chưa có kiểu giống như là nó đến bất ngờ quá, mình chưa có sẵn sàng. Từ thôi. Nhờ. Em chỉ 2 năm rồi, em 2 năm rồi bà không bất ngờ. Không, từ từ thôi, giờ cho bà thời gian đi. À, biết đâu được xong chương trình rồi mai rồi về này làm thiệp mời cưới luôn cũng chẳng hạn. Lời này chúng là từ cha mẹ, gia đình em. Mẹ em nói là nếu mà con đã xác định rồi thì mẹ chắc chắn con cưới. Trời ơi, bên gia đình người ta đã quá ok rồi. Nếu sắp xếp cái việc đó, người báo cho gia đình để gia đình chuẩn bị. Thì gia đình em đã nói đến lúc đó rồi thì có thể em nhận sĩ tiếp đi. Nói chung là tại vì bạn này bị ngợp vì cái hạnh phúc nó quá ập tới quá nhiều đi, cho nên là bạn bị ngợp á. Nó đến em bạn đang hưởng thụ từ từ. Hay là em thấy cái cuộc sống của mình bây giờ nó đang viên mãn quá, em sợ có một cái điều gì đấy nó tới bất ngờ thì nó sẽ thay đổi cái cục diện. Vậy thôi, mình cứ giữ cái cảm xúc đó là của em. Em bị dạ cái này nó đến bất ngờ quá mình đón nhận. Và thời gian tới thì cũng chẳng có được điều gì hết. Em cũng thời gian ngắn mình làm quá là xấu xa. Em cũng cảm cái hạnh phúc của bản thân em được cảm nhận được tại em đóng ngồi hiểu ta đi. Ta nói vậy đó. Hiểu phải tới giờ thôi gậy để cho trôi một thời gian nữa. Nhưng mà cũng đừng cái gì cái chuyện đó mà hai người sức mẻ nó không có nên. Và nó cũng không đáng. Hạnh phúc là hạnh phúc. Cái đó nó chỉ là một cái gì ta hình thức thôi. Thật sự nó là một cái hình thức thôi, chứ còn hai người ở gì chẳng khác nào vợ chồng. Ủa thật ra thì mình có thể chưa đám cưới nhưng mà mình có thể làm lễ đính hôn mà. Nhỏ nhỏ cũng được. Phải không? Cũng được, làm cái lễ đính hôn đó đâu phải là lễ đám cưới chính thức đâu. Giang thì cái này là mình chỉ ra mắt nhỏ nhỏ trong bộ phận những gia đình mình hay dạ. Cũng giống như là mình ghim vị trí đỉnh hình. Chồng em là luôn tạo cơ hội cho hai gia đình để có một cái đám đó. Dạ. Và em luôn phản bác cơ hội đó. sao nó đúng quá vậy? Ok. Thì cho anh hỏi là có bao giờ hai bạn em đã nói những cái lời yêu thương với nhau chúng ta? Nói trên không nói với nhau, nói với nhau, nhau. Vẫn có thể nói đúng không? Có thể nói lời yêu thương hả? Kha có nói không? Có chứ. Bình Tây có nói không? Dạ có.
Ok. Trời ơi, vậy là quá xuất sắc. Tại vì anh sợ hai bạn cứ lo sợ hay gì đó đó rất những người hay lo sợ là những người không dám thể hiện. Mà anh không, chỉ sợ không nói nhau thì cũng nó cũng là một cái phần rất là thiệt thòi cho mình luôn á, thiệt thòi cho người ấy mà cho mình luôn. Và cả hai cũng không hiểu là đối phương này dành bao nhiêu cho mình. Cái tánh là không có chia sẻ với bên ngoài, nhưng mà gặp nhau là chia sẻ tốt tận tọa thai đứa. Thế thì tốt quá. Vậy quá tốt, tuyệt vời quá luôn. Không nên nói chuyện bên ngoài nhiều. Là không chia sẻ gì bên ngoài hết. Dạ. Thì hai đứa chia sẻ bất cứ cái gì cũng chia sẻ nhau. Trời mà nếu mà hai người nói lời yêu thương với nhau thì sẽ thường là sẽ nói cái lời nào mà hai người cảm thấy nó yêu thương nhất. Ai cũng thắc mắc cái điều đấy nha. Em thắc mắc cái lời yêu thương nhất thôi. Một cái người thì ngại ngùng nha, còn cái người thì ít thể hiện. Ổng là người nói nhiều nhất. Ồ, thấy vậy thôi mà. Ổng thấy vậy thôi chứ ổng. Thì có nghĩa là đối với mình là người ngoài á, ổng cũng thèm. Còn đúng rồi. Còn hai người ở riêng với nhau thì ổng tới nơi á. Không, anh nói cái những cái câu nào đại lại là anh cho em nghe một câu là anh nói anh nhìn thẳng vợ anh nói thử ơi, cho em nghe thử là biết cái nồng độ cái nồng độ tình yêu nó mãnh liệt ở nào. Anh thương em. Bả nghe người ta tỏ tình sao bắt cười cái đó. Đang phút lãng mạn. Anh thương em. Trời ơi, lãng mạn ghê luôn á. Mỗi lần mà em thấy ổng nghiêm túc để mắc cười vậy. Có nhiều khi ổng nói là anh em tả lại nha. Anh thương em dù sau này em già, em xấu vẫn em cười. Thật ra ban đầu ổng không ngại đâu mà nhờ bà này mà ổng ngại. Cái xấu này. Nhưng mà, em cười ê má. Nhưng mà chị nghe mấy cái đó chị mắc cười gặp cái mặt của ổng. Vậy bây giờ hai người có một cái vật phẩm gì đôi với nhau không? Có nghĩa là người ta sẽ có ví dụ nhẫn đôi, dây chuyền đôi hay là áo đôi á, thì hai bạn có một cái gì đấy để kỷ niệm với tình yêu của mình chưa? Có, có chuẩn bị. Chuẩn bị gì ạ? Thôi bây giờ mình bật mí luôn đi. Thôi, nhắm mắt đi, bộ nhắm mắt không? Ủa là em chưa em biết rồi biết đúng không? Dạ em biết. Ủa vậy hả? Trời ơi. Rồi ok, em mời anh trời ơi, người ta để thẳng trong túi luôn rồi kìa. Làm vợ anh. Rồi, 2, 3. Anh hứa chung thủy một mình em. Cảm ơn em đã cùng anh vượt qua bao nhiêu khó khăn, biến cố, sóng gió. Anh hứa với em chung thủy với em suốt đời. Mà anh là có đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi sao hôm nay lại về làm lễ đính hôn? Em biết sao mà anh xúc động không? Là do cái lời hứa của bạn Khan đúng không? Anh hứa sẽ chung thủy với em. Cảm ơn em đã cùng anh vượt qua những khó khăn, sóng gió và biến cố. Anh hứa với em chung thủy suốt đời. Có nghĩa là cái sự chung thủy bạn đã nhắc rất là nhiều. Và đối với một người đơn giản như bạn đó, anh nghĩ là bạn nói gì bạn sẽ làm cái đó. Và điều quan trọng nhất của bạn đó vẫn là cái điều chung thủy. Bạn là quan trọng nhất trong lòng bạn là điều chung thủy. Đúng. Anh hy vọng là hai bạn em sẽ có thể đáp lại cái điều đó một cách trọn vẹn nhất. Tại vì đó là điều mà Khan đã thiếu trong một quãng thời gian quá dài. Tại anh cũng như nhiều nhưng mà em cũng đã hứa với anh là sẵn đây trên chương trình thì em cũng xin hứa nếu mà hai đứa đi đến hết con đường thì em sẽ giữ cho anh một cái tình yêu trọn vẹn nhất. Rồi thế thì mình đã đính hôn trước mặt rất nhiều khán giả, xem như là một cái kết đẹp đấy ha cho cái chuyện tình này. Thì cái dự định cho cái tương lai á, sau một cái kết đẹp này là cái gì? Tương lai hai đứa chỉ có hai đứa, ảnh có nói một cái nguyện vọng chung là hai đứa sẽ tích góp để mua một cái căn nhà riêng nho nhỏ trên Sài Gòn và một cái tổ ấm riêng cho hai đứa, thì em đồng ý ảnh. Nghe không, mua nhà Sài Gòn. Mua nhà Sài Gòn đó. Rồi Sài Gòn mới chịu người rồi. Ta có chí hướng vậy đó. Chưa, còn nhắc về ngoại của Kha đi, khi mà bà lớn tuổi rồi thì cũng cần có người ở bên kề cạnh chăm sóc cho. Thì có suy nghĩ đến cái đấy không? Dạ có, tại vì ngoại không có ở đơn độc mà ngoại ở với bà. Tại vì bà em của ngoại không có chồng, không có gia đình nên sống. Hai chị em. Dạ hai chị em sống chung. Em của ngoại là người khuyết tật. Dạ. Nhưng mà vẫn lao động được.
Ok, thì anh hy vọng là với một cái hạnh phúc mà bọn em đang được nhận ở sau màn đính hôn vừa rồi, thì nó sẽ là một cái động lực rất là lớn để hai bạn có thể cố gắng trong tương lai, để có thể bù đắp cho những cái khoảng trống mà hai bạn đã phải trải qua trong quá khứ. Anh hy vọng điều đấy. Và cuộc sống này thật sự luôn là khi mà mình hạnh phúc á, thì có những cái mà li ti nhỏ nhặt hoặc là những cái chuyện đó thử thách mình, thì chỉ mong là hai bạn sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua cái thử thách đó. Nắm tay ông kia ông tìm. Nắm tay lẹ. Đâu rồi, bạn hôm nay ngồi mò mò, ủa, không thấy đâu hết cái rụt lại. Ổng quen vậy, đi ra đường bước ra cái ổng nắm tay sợ mất bà. Rồi, Tú Tri và anh Minh Tuân cũng rất là cảm ơn vì hai anh chị đã đến đây cùng chia sẻ những cái câu chuyện của mình cho chương trình Không Ai. Cảm ơn hai bạn rất là cảm ơn anh chị và cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho hai em được trải lòng và được đến với chương trình.